Chiều ngày 10 tháng 7, phản ánh với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà T cho biết bản thân vẫn còn bàng hoàng khi vừa bị một người tiếp cận lợi dụng bà T mất tập trung đã đánh cắp hàng chục triệu đồng. Theo lời kể của bà T, trưa ngày 10 tháng 7, có một người phụ nữ đi xe gắn máy mặc áo đỏ, che kín mặt vào quán của bà T ở xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để mua hàng. Người này nói mua nhiều thứ, trong đó có nói cần mua mì gói vì mùa dịch nhu cầu cao. Ban đầu kẻ gian hỏi giá rồi mua 2 thùng, sau đó giả vờ gọi điện rồi đổi thành 5 thùng. Vừa mua mì, kẻ gian vừa hỏi thêm vài món khác để chủ quán phải rối lên và mất cảnh giác do mải đi gom mấy món hàng kẻ gian nói mua. Lợi dụng lúc bà T ra vào nhà lấy mấy thùng mì gói và không để ý, kẻ gian đã mở tủ lấy toàn bộ tiền và nhiều thẻ cào điện thoại. Do mùa dịch, giãn cách xã hội nên số khách đến nhà mua hàng rất khan hiếm, nên theo camera ghi nhận, kẻ gian nhiều lần tiếp cận chỗ để thẻ cào và tiền mà không ai thấy. Sau khi kẻ gian lấy tiền và thẻ cào, có một người khách hàng đến quán mua thẻ cào. Sợ bị lộ nên kẻ gian ngay lập tức lao ra xe, nói sẽ quay lại chở hàng sau rồi quay đầu xe tẩu thoát. Bà T sau đó phát hiện không còn tiền và thẻ cào, đã trích xuất camera thì biết người phụ nữ mặc áo đỏ chính là kẻ gian lừa đảo. Tổng thẻ cào bị mất và số tiền mặt theo bà T là hơn chục triệu đồng. Được biết, bà T hiện bán quán tạp hóa trong một con đường vắng người ở xã Phú Thanh. Xung quanh vốn thưa thớt người qua lại, kẻ gian lợi dụng thời điểm dịch, càng ít người mua hàng nên đã ra tay. Theo bà T, sự việc đã được trình báo đến công an để điều tra và xử lý. Trước đó vài ngày, một bạn đọc cũng là chủ tiệm tạp hóa tại chợ Trà Cổ cũ thuộc địa phận thị trấn Tân Phú, Đồng Nai cũng bị một nhóm người lừa đảo khi mua thẻ cào. Theo đó, nhóm người này nói muốn mua 8 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng. Sau khi trả tiền và nhận thẻ, nhóm này tìm cớ đổi ý trả lại thẻ và nhận lại tiền là 800.000 đồng. Chủ quán cũng đồng ý trả lại tiền và nhận lại thẻ. Tuy nhiên, sau khi kẻ gian rời đi, chủ quán mới phát hiện toàn bộ thẻ cào đã bị đánh cháo bằng thẻ cũ đã cào rồi, do kẻ lừa đảo ngụy trang tinh vi. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, ngành công an liên tục tuyên truyền và cảnh báo người dân hành vi lừa đảo bằng nhiều hình thức, trong đó có việc kẻ gian lợi dụng dịch và sự sơ hở của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật. Người dân nên cẩn thận với việc cất giữ tài sản, tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản cá nhân. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phaplucktb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.